Ê à. Này em nhìn ngoài nhá, vào luôn này. Nhìn ngoài vào luôn này. Con bé đánh cái đầu này. Người cứ đăng. Vào luôn. Nói rồi, nó nhiều mất hay nha. Đẳng cấp người đội trưởng. Lê Huy Đăng. Vào luôn, tip and trick. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua VIP cạc 24h.com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7% và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại VIP cạc 24h.com. Rồi anh em ơi, chúng ta trải nghiệm team Brighton đó. Brighton and Hope Albion cực kỳ đẹp từ em ruột Khánh. Trời ơi quá đẹp luôn. Ui châu sắt này hiếm này. Mitoma luôn này. Mitoma hình như có mặt in game rồi đúng không? Quá đẹp trai luôn. Lê Huy Đăng. Cánh phải là Lâm Tây. Lâm Tây là team color chân đèn luôn đấy. Lâm Tây phải cho đá hộ. Đấy. Hai cánh này phải để lên một tí. Brighton nổi tiếng với lối chơi pressing. Bunanote chỉ số to quá nhở. Solemat này. Solemat áo cánh luôn này. Team này đẹp quá luôn. Warbeck đi. Pascal Gross. Ôi chân 55 luôn này. Chân 55 mà không đá. Phí. Chân 55 phải đá chính á. Enciso chỉ số to quá nhở. Con này cho đá cam đi. Rồi trải nghiệm đấy anh em ơi. Liverpool là xong rồi. Ui trời ơi con vợ này. Quả team Liverpool mạnh điên. Ready. Gọi bố đi chứ gì nữa. Hai lần nhựa đã chi phối thể Mitoma. Lên 10.000 đồng đã chi phối thể lên với 123.456 đồng. Ôi A Long kìa. Nhớ thầy vãi mặt cười. Ôi cảm ơn A Long nhiều nha, nhớ A Long vãi. Cảm ơn A Long nhiều. Xong buồn gì. Mày bắt. Mày bắt. En đi. En Siso. Sợ số ép đen lên đường. En Siso. Tí ra xem team Brighton còn ai bổ sung cho em ruột luôn. Enciso này bổ cho trẻ của thầy quả siêu phẩm anh nhớ mà. Thế thì nhá, Brighton này còn cả quả gì nhỉ? Zakhanbat. Zakhanbat đã ngay. Người Iran hay Iraq ấy nhỉ? Anh em biết quả Zakhanbat đấy không? Bunanote này, tiềm năng này. 2K4 luôn, bằng tuổi sang rú nhỏ luôn này. Brighton có huyền thoại đâu thầy à? Không có à? Có icon không? Brighton có icon không? Brighton cũng mới nổi gần đây mà. Nhưng mà cái lối chơi của Brighton nó hay đấy. Lâm Tây Chelsea luôn này. Lê Quý Đăng này Euro vừa rồi là tuyển Anh luôn này. Xô, Verbuggen. Sao không bắt con Sanchez của Chelsea? Con đấy như có hàng ấy. Mua gì nhỉ? Mua 23 PL 8 có hàng hay sao ấy. Châu sắt. Bật Ferguson. Bad Boy vùng vịnh đã chi phối thầy lên với 12.121 đồng. Năm nay thầy lại có triển vọng World Cup nữa rồi à? Yeah, chúc mừng ơi. Thầy nhé. Không bằng. Được. Đừng nói thế, đừng nói World Cup, nói World Cup chất dở luôn đấy chứ. Ủa hôm nay đá cũng đồng toàn men mà. Vào gặp toàn người biết đá. Mình cái danh siêu sao nhưng mà siêu sao rách. Đối toàn gặp toàn đối toàn top 12, 13 thành siêu sao mà. Và bị ngợp. Toàn người biết đá ghê vãi trưởng luôn. Bị ngợp luôn mà. Ôi ngôi sao của đội bóng Yua Mitoma. Nó anh trai của Yu Mikami. Là người ấy nhở? Ferguson. Ui, Ferguson ấy. Người nó to mà nó khéo thế nhở? Nó lại có sút hay đâu. CB của Tomori chưa? Đội lấy quả Tomori à? Velman. Về 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 mày ơi, về về không thua. Ok. Mày bắt. Nope. Brighton and Hope, đâu xem nào. Xem team Brighton này còn cái tên nào hay không nhỉ? Ui, có Gio KZ này. Làm con Gio KZ đá em ruột đây. Con này ngon đấy, undap luôn. Undap chân 55, em ruột đây. Con này phải có đấy.
Em rồi à, con Unai phải có đấy. Mắc Alistair cộng 5, ui dồi ôi, quá ngọt luôn. Ben White, trời ơi. Cancelo cộng 8, quá ngọt luôn. Solemat cộng 8. Mitoma, ui Mitoma, à Mitoma này có rồi. Tomori, ui, trung vệ của Tomori luôn mà. Team mày lép đấy chứ nhở. Lingard đi nhộn Miller, trời ơi. Không đá Miller phía ở cuộc đời. Thật sự với em ruột luôn. Không đá quả Miller này đá giữa phía ở cuộc đời luôn. CDM ngọt sặc, Miller quá ngon luôn. Ui team mày ngon đấy chứ nhở. Lingard đi nhô nữa này. Lingard đi nhô này chân 55. Ui Team Brighton này trông thấy mạnh phết nhở. Cô Will luôn, ui. Cặp CB chơi quả Cô Will cặp với Tomori thì mày đỡ. Bissouma, làm con Bissouma đã ngọt. Bissouma này đã CDM được. Ủa, thủ môn bắt con team của Jun này này. Em rồi đây, thủ môn làm con team của Jun. Sẵn hàng luôn, bắt hay. Vua bắt pen đấy. Ồ kỳ nhà thầy nào quất phòng sự kiện nâng tầm, phải nâng tầm ấy. Team này nâng tầm được. Kiếm thêm con này này, con giác khăn bát này đã hay này. Nhưng mà chỉ số hơi thấp. Đẹp, team Brighton này đẹp. Đây hàng ngon thật. Mitoma ốm rồi, đá thử quả này em nào. Phóng một quả bếp này đá thử em nào. Rory fan MU đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Em cảm ơn Rory. Thánh lốp kia. Đây vào dùng luôn anh ơi, dùng luôn. Em biết anh thích mà. Em dùng luôn, em hiểu ý anh mà. Trung não mà anh. Xong còn gì, nhìn vào bù lô biết ngay tìm gì luôn. Thánh lốp sẽ lốp bóng vào lưới MU luôn. Xong rồi, còn MU này xin lỗi anh Rory nhưng mà em phải dùng Welbeck ghi bàn vào lưới. Mincua đã chi phối thầy Lân với 200.000 đồng. Ui Mincua kìa. Trận thầy cho em xin một trận giao hữu thầy ơi. Em đá 200 ping nhưng tự ăn được 2 ping của thầy đây. Ok luôn mà, nhận luôn Mincua ơi, lốt trận vào sân Mincua ơi. Xong rồi. Để thầy giải quyết trận này nhanh, không để Mincua chờ lâu. Trận đấu Welbeck nhẹ nhàng đăng ký một cái hat-trick vào lưới MU luôn, đội bóng cũ. Nơi mà đã ruồng bỏ Welbeck. Welbeck trận này đá điên lắm ấy. Đó trước. Ốc quả Liverpool đang lên tuyển đá không nhỉ anh em nhỉ? Cho xong còn gì? Enciso. Đừng lên gôn. Đang rất sai đấy, tha cho một quả nhá. 4 vòng sự kiện có lên xe không thế mới vào. Bú đẫm. 4 vòng sự kiện bú đẫm luôn mà. Thủ sắt ơi, sao vậy? Chạy đây Enciso. Ui. Nope. Úi dồi ôi, suýt được. Ủa, con này bắt điên đấy nhở. Ủa, con này ghê vậy ta. Bay lượn như chim vậy. Ủa, xong rồi rồi, làm mô dèo Phật rồi. Vẫn bắt, nó bắt hết. Thủ môn nó bắt hết. Con này bắt ghê vậy chứ vậy. Con này tên gì ấy, để FVPL tôi pick cái. Một bước bước như điện đấy nhở. Thoải mái đây. Thôi quá chịu rồi. Anh chuyên nghiệp là ghê nhở. 2024 thua đối chuyên nghiệp. Sáng nay vừa thắng siêu sao mà chiều lại có thể thua đối chuyên nghiệp được nhở. Dị thật. Ê à. Này em nhìn quả này nhá. Vào luôn này. Nhìn quả này vào luôn này. Quả bệnh đánh cái đầu này. Người cứ đăng vào luôn, nói rồi nó nhiều mất hay nha. Đẳng cấp người đội trưởng Lê Huy Đăng vào luôn, tip and trick vào cộng 1 lít. Nguyễn Văn Hậu sang tiền, cảm ơn Nguyễn Văn Hậu nhiều. Xong rồi tiền giờ chính là sẽ kiếm ấy chứ nhở. Pen thế thôi. Tẩy lại. Đùa. Sao vậy? Sao con Onana này nó không bay? Mẹ nó cay tươi nhờ. Sao vậy? Sao Onana này nó không bay người nhỉ?
cay thật. Phải trả giá đấy. Mãi mới được. Mà ui búp khỏe nhở. Đấm mình bùm bùm mà. Thế vị ấy. Nhìn Roman à. Người đội trưởng mẫu mực đã bị vượt qua. Chết sao được, cầu thủ môn nó bắt ghê lắm. Để lúc khác vậy, chuyền quả bóng này đỡ đi. Là quả này trượt là con chó sủa ô gâu, nghe chưa? Bruh. Cái gì đang diễn ra vậy? Má mày sầu với tao đúng không? Mà bách ngu thật sự luôn ấy. Chả kèo đi à. Tất cả tại Hobek có tiếng ngoại ngữ sang ngặt. tác dụng việc học đấy anh em ơi. Tác dụng việc học đấy. Sao này không bắt cột gần nhở? Tạt lấy rồi tạt. Có lắm quả không bắt kìa. Sớm muộn thua. Tiếp đi gì điên à. Quả sau có tính đâu. Tha lên thuyền. Lên. Đây là quả này nhá, quả này là không vào là con chó xuống gâu tiếp, ok chưa? Chưa hết đường bóng, chưa hết đường bóng. Hết đường bóng này mà không vào là con chó xuống gâu. Mấy thằng Brighton này. Sủa lên. Con mẹ phấn Brighton lên. Cay thật. Thế thế thử kêu tiếng gà. Tiếng gà dễ mà. Tiếng gà dễ ọt luôn ấy. Tiếng gà thì dễ. Tiếng gà có cái gì đâu. Easy easy. Ngoại ngữ của thầy đẳng cấp thật à. Bình thường mà trước làm việc sở thú. Mitoma. Ôi ngu ấy. Không lốt một ra bên xa nhở. Nhưng mà nhá, bây giờ chơi không? Nếu mà thua tôi sủa tiếng chó, nếu mà tôi thắng thì anh em phải đóng góp cho trường làng một cái gì đó. Chơi không? Nhận kèo chơi, nhận kèo xong rồi. Nào! Đừng rau đấy, mình quê. Mấy thằng Brighton này nó không chịu được mấy quả đấy đâu. Sút nó ngất ra đây đấy. Đừng có sút những quả như vậy. Không được, không được. Ơ, cô mẹ! Thằng Liêu cái đằng kìa. Sao nó lại né bóng? Nó né bóng kìa. Nó ngu. Gỡ gái. Không học trò nó lại nói. Phải gỡ ngay. Nope. Ảnh cái sợ đau à. Ảnh cái đứng trong yểu điệu ấy trưởng nhờ. Tại xong rồi. Một đèo nói luôn, một đèo luôn. Tip and trick. Lấy giấy bút ra nào mấy đứa ơi. Ba tháng này dành tặng mấy đứa nha. Ok không? Ôi dồi ôi. Đây đây thôi, tip and trick nhiều trick lắm. Thiếu gì đâu mà. Mày bắt. Thế thôi. Nhiều trick lắm. Trô sắt. Lấy giấy bút ra ghi. Không bao giờ thiếu trick. Thôi nó xinh ngọt vậy. Rồi luôn. Ôi lôi vị tay. Dĩ đa vị mà. Ferguson. Ủa Ferguson mà để Vieira LL8 đấm. Vieira LL8 nó cũng khỏe lắm đâu. Mà lại bị nó đấm nhỉ. Làm người đội trưởng vĩ đại. Đáng ghê quá. Tại sao nó có thể như thế được nhỉ? Hay do kỹ năng hay do đội khỏe ta? Kinh chán nhá. Kinh chán này hả? Cô mẹ tà đạo không thành công rồi. Đùa đâu tà đạo không thành công rồi. Đèn chưa?
Trời ơi, tà đạo của tôi. Lewis, con chó Lewis đang ngu thật. Ủa ba bàn thua luôn mà. Nãy giờ người ta gọi là thăm dò thôi. Ê, đau. Nhiều tà đạo lắm. Ok chưa? Một bàn lè, Mitoma, game on. Người ta ping 184 và thấy thua, em vào mà đá. Người ta đá hay đấy, đừng đùa. Không thua được không? Mitoma cứu thầy. Em còn nửa vòng, thầy có thể đưa em vào bờ không? Chiến ơi, nó muộn thế. Tối được không? Nghỉ mất rồi. Đá ghê quá. Mình cua đá ghê quá, mình cua ơi. Là sao con đừng rủ ấy nhá. Chịu ấy. Rồi anh em này, xin phép anh em là hôm nay, buổi chiều nay chúng ta đến đây thôi nha. Tôi xin phép anh em đi đá bóng anh em trường làng tí. Nhiều anh em đang đợi quá. Hẹn anh em tối nay bùng nổ nha anh em. Bye bye anh em. Mãi yêu anh em trường làng. Xoáy tim.